chuẩn bị. Tự nhiên mắc mấy vậy, tự nhiên lấy cái trái táo của em đưa ra cho người ta. Em đói bụng hay sao? Không có. Em muốn là nhờ anh này á bán cái trái táo. Anh Thần ơi. Anh Thần. Anh ngậm cái này đi. Để anh ngậm cái đó đi. Đó. Tại vì em thấy anh nói chuyện 24 giờ trên 24 giờ ít ra là ngậm cái trái táo thì em có thể yên lặng được khoảng chừng vài giây thì em là hạnh phúc rồi. Càng nhúc nhích là nó càng đó. Không sao đâu anh. Cố lên. Anh ơi, con không nhìn mắt nữa kìa. Bỏ cái gì mà vô giá trị. Đây là giá có giá trị. Nếu bắt thì nếu bắt cho đi. Trời ơi. Nhét táo trong miệng tôi đã. Tại không bắn nó tôi vô giá trị. Nè, em phải dùng cái từ này cho đúng này Harry Won. Anh là vô giá. Biết chưa? Vô giá là không có giá đó. Coi nhau như chẳng tồn tại. Em ra hết đất cho anh coi khoảng 20 cái liên tiếp được không? Thử ơi. Anh chàng này là ngon thiệt luôn á. Khác hẳn. Bà ngồi kế chồng bà bớt nói người ta ngon là nghe đây ngon nhất đây, nhìn đây, đây ngon nhất. Nếu như vậy thì anh cho mọi người biết là anh ngon cỡ nào được không nè. Đấy, anh cũng thử 20 cái đi nào. Mười tám, mười chín, thêm 10 cái nữa, thêm 10 cái nữa. 2, 3, 4, 9, thêm 10 cái nữa anh, thêm 10 cái nữa. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Đỡ anh vô, đỡ anh vô, đỡ anh vô, vậy nó đỡ anh vô, sao đi nhanh vậy? Anh còn sống không? Không sao, hàng của em ngon lắm. Em tin mà trời đất ơi. Bổ tay cho chồng em cái gì? Dạ. Vâng. Đây là những chàng trai mà Harry xưa giờ rất là mong muốn. Rất là đẹp trai. Rất là dễ thương. Thích dễ thì mất xỉu. Trời ơi. Cô muốn ăn mấy búa? Em không có muốn ăn. Không ăn thì về bên kia đi. Có mê thì cũng từ từ nha, yeah, nha yeah. Vuốt mặt thì cũng để mũi nha, yeah. Thưa quý vị, xin giới thiệu hoàng tử Bolero Mạnh Đồng. Trời ơi, tên cũng rất hấp dẫn. Mạnh Đồng kìa anh xin. Đâu bà dịch đi, hấp dẫn là gì? Mạnh Đồng có nghĩa là rất là mạnh. Mà có đồng nữa. Đồng là gì? Hồi nãy nói là cái này là đồng mà. Chuột đồng với bà, cái đồng cái gì? Chuột đồng với bà, cái đồng cái gì?